Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Amber Channel, mình là Hùng Review. Và video này sẽ được đăng vào sau Tết các bạn ạ, có thể là mùng 2, mùng 3 gì đấy. Thì mình chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và nhận được nhiều tiền thành công hơn trong năm sau nhé. Ok, trong nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình sẽ đề cập đến vấn đề đó là con chip Snapdragon 8 Gen 2 ở đây và con chip Apple A16 ở đây. Đâu sẽ là một con chip có hiệu năng mạnh nhất? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ so sánh cho các bạn cả hai con chip này để xem đâu là chiếc máy có được một trải nghiệm tốt này, chơi game ngon này, và hơn nữa đó là về cái khoản là nhiệt độ thì con máy nào nó sẽ có được cái nhiệt độ tốt hơn nhá. Ok, và nếu như các bạn muốn mua cho mình những dòng điện thoại chạy con chip Snapdragon 8 Gen 2 và con chip Apple A16 với mức giá tốt nhất, hãy tham khảo ngay tại cửa hàng di động Việt. Ví dụ như là những con iPhone 14 Pro sau Tết bán ở mức giá chỉ tầm 27 triệu thì phải gọi là quá ngon. Và ngoài ra còn có rất nhiều những sản phẩm khác. Còn bây giờ thì hãy đến với nội dung chính. Và để so sánh được hiệu năng của cả hai con chip là Snapdragon 8 Gen 2 và Apple A16 thì đương nhiên mình sẽ cử ra hai đại diện. Đầu tiên là đại diện đến từ phía Android, thì đó chính là chiếc Xiaomi 13. Em nó sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 8 Gen 2 mạnh nhất so với lại những dòng điện thoại Android trong cùng phân khúc này. Ngoài ra thì Apple thì đương nhiên rồi, mình đang sử dụng iPhone 14 Pro, thế nên là mình sẽ mang luôn con Apple A16 trên 14 Pro để solo với lại con Xiaomi 13 này. Đầu tiên ấy, là điều kiện test của mình. Cả hai máy thì đều được cập nhật cái phiên bản phần mềm mới nhất. Xiaomi thì lên MIUI 14, Android 13, còn iPhone thì đang ở iOS 16.2 nha các bạn. Cũng như cái mức option cấu hình ấy, thì mình sẽ lựa chọn đó chính là 8GB và 256GB. Nói chung là cũng gọi là xem nha các bạn. Và đến với cái điểm số hiệu năng đi, thực sự mình thấy rằng là với con chip Snapdragon 8 Gen 2 nó vượt trội hơn hẳn so với con Apple A16 ở về khoản điểm số. Khi mà với con Snapdragon 8 Gen 2 nó sẽ có 1.265.000 điểm, so với Apple A16 trên 14 Pro ấy, thì nó chỉ được khoảng tầm là 980.000 thôi. Như vậy là cái sự khác biệt ở đây là khá lớn, loanh quanh đâu đó khoảng tầm gần 300.000 điểm, là khoảng tầm 20% so với phần hiệu năng đó các bạn ạ. Và với cái ứng dụng benchmark khác đó là Geekbench ấy, thì với Geekbench mình đo được trên Xiaomi 13 là 1.463 điểm đơn nhân, và iPhone 14 Pro là 1.873 điểm đơn nhân. Nói chung thì cũng gần như là tương đối xem. Còn về số điểm đa nhân ấy, thì với Xiaomi 13 sẽ là 4.783 điểm và 14 Pro sẽ là 5.386 điểm. Thì như vậy các bạn thấy rằng là về điểm số AnTuTu ấy thì Xiaomi 13 có thể vượt trội hơn. Nhưng về cái số điểm Geekbench ấy, thực sự là với con iPhone 14 Pro đang nhỉnh hơn ở điểm này. Khi mà về điểm đơn nhân hay đa nhân thì đều hơn hẳn so với lại Xiaomi 13. Tổng kết lại thì có thể gọi rằng là cái số điểm AnTuTu thì nó chưa đánh giá hết tất cả, và cái số điểm Geekbench cũng vậy, nên là chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại cái phần gọi là trải nghiệm thực tế luôn. Đầu tiên ấy là ở đa nhiệm thì mình cũng đã có làm video speed test giữa hai con là Xiaomi 13 với 14 Pro rồi. Thì các bạn thấy là khả năng đa nhiệm của hai chiếc máy này thì nó cũng gọi là khá quá khác biệt các bạn ạ. Mình đã có test qua 18 app như là Facebook, YouTube, TikTok cho đến là những tựa game nặng, Genshin Impact, GTA Vegas vân vân. Thì kết quả con iPhone 14 Pro có thể giữ lại được khoảng tầm là 6 app đa nhiệm, còn Xiaomi 13 thì chỉ giữ lại được 4 app mà thôi. Điều này thì quá là dễ hiểu tại vì RAM ở trên iOS thì nó tối hóa cực kỳ tốt, điều này anh em đã biết rồi. Còn về cái phần trải nghiệm game thực tế, mình đã test ở đây với rất nhiều tựa game như là Liên Quân, PUBG, Genshin Impact. Điều kiện test ấy thì mình sẽ để ở độ sáng là khoảng tầm 80 và âm lượng khoảng tầm 80, nhiệt độ phòng thì khoảng tầm là 27, và Xiaomi sẽ bật chế độ hiệu suất cao để có thể tối hóa tốt nhất. Liên Quân thì không hiểu tại sao những pha combat thì iPhone 14 Pro của mình lại bị drop FPS khá là nhiều. Với Liên Quân thì FPS thay đổi liên tục và dao động khoảng tầm là 50-60. Đây là một trong những thứ rất là khó hiểu tại sao sắp được update 120fps rồi mà với cái mức 50-60fps này nó lại bị dao động nhiều đến vậy. Mình đã nghi ngờ và đã test lại khoảng tầm 3-4 lần, nhưng mà con số FPS trung bình và cũng như là cái trải nghiệm khi mà chúng ta chơi tựa game Liên Quân ấy thì có thể là cái khoản tối hóa đang bị làm sao ấy, nên là FPS nó nhảy liên tục các bạn ạ, và trung bình FPS khoảng tầm là 57.4 nha các bạn, lần 2 là 57.6 và lần 3 là 57.9, thì thực sự đấy là con số khá là chính xác rồi, thì có thể là đây là do lỗi game nha các bạn. Còn với con chip Snapdragon 8 Gen 2 trên Xiaomi 13 thì nó gần như là vượt trội hơn hẳn ở từ game Liên Quân, khi mà FPS trung bình loanh quanh khoảng tầm 59.6 và thực sự là trải nghiệm không có gì để chê. Cây FPS của nó thẳng tắp và gần như các bạn sẽ không thể thấy được những cái điểm giật lag. Quên, mình cũng đã có test thử Liên Quân 120fps trên cả Xiaomi 13 và cũng như là iPhone 14 Pro thì có khác hơn một chút. Các thao tác chiêu cũng mượt hơn và FPS trung bình game của iPhone 14 Pro ấy, thì nó sẽ loanh quanh khoảng tầm là 110fps, còn Xiaomi 13 thì FPS trung bình game của nó sẽ khoảng tầm 115 các bạn ạ.
Ok, với tựa game là PUBG Mobile thì đối với cái tựa game PUBG Mobile cả hai đều có điều kiện test gần như là như nhau, HDR cộng với 60 FPS để có thể trải nghiệm tốt nhất. Thì cái mức FPS trung bình của nó sẽ tầm là 59,7 ở trên Xiaomi 13 và iPhone 14 Pro sẽ là 59,8. Gần như mình thấy rằng cái trải nghiệm chơi game PUBG Mobile của cả hai con máy này thì nó cũng gọi là bình thường thôi các bạn ạ. Nên là cái mức FPS gần như tuyệt đối khoảng tầm 59-60 trên cả hai con máy thì nó để cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game rất rất là tốt. Đến với tựa game mà mình nghĩ rằng là nó sẽ là nặng đô nhất cho cả hai con máy này, đó chính là Genshin Impact. Thì với cái mức setting lần này mình test đó chính là max setting để có thể trải nghiệm được nhưng ở cái mức gọi là hiệu năng tốt nhất. Trên iPhone 14 Pro ấy thì không hiểu sao Genshin Impact có thể bật được 120 luôn, nhưng mà mình nghĩ rằng là 120 thì đố ông nào mà chơi được, nên là thôi mình sẽ để 60 cho nó tương đồng. Lần này thì mình sẽ nghiêng về Xiaomi 13 khi có cái tính ổn định cao hơn. Cụ thể là Xiaomi 13 chỉ mất mỗi khúc đầu game là chuyển cảnh nó hơi bị drop tí xíu, còn lại thì rất là mượt mà, FPS không dao động quá nhiều. Cuối cùng thì mức FPS trung bình cho ra khoảng tầm là 59,9 FPS, con số rất là ấn tượng với một tựa game nặng như thế này và một con máy nó bé tí như là Xiaomi 13. Còn đối với là iPhone 14 Pro thì có phần kém hơn, FPS dao động nhiều hơn, 50-60 FPS và FPS trung bình của nó sẽ khoảng tầm 58,2 FPS các bạn ạ. Có lần là bị drop sâu nhất xuống khoảng tầm 15 FPS, nhưng mà nó sẽ nhanh chóng ổn định và quay trở lại với cái mức khoảng tầm là 58-59-60. Nói chung á, là với tựa game Genshin Impact này thì có thể là chơi game trên Xiaomi 13 nó sẽ ngon hơn ở một yếu tố là khả năng tản nhiệt của Xiaomi 13 nó tốt và nó không có bị flop hiệu năng giống như là iOS, giống như là iPhone. Còn iPhone 14 Pro ấy thì khi chúng ta chơi những tựa game nặng, nếu mà nó bị nặng quá, nó bị overheat, nó bị quá nhiệt và nó sẽ bị giảm đồ họa xuống và không được bung hết sức mạnh. Còn Apple A16. Về phần nhiệt độ ấy thì mình đã test trong điều kiện nhiệt độ môi trường khoảng tầm 27 độ. Thì sau một tiếng mình test cả Xiaomi 13 cũng như là iPhone 14 Pro ấy thì sẽ có một cái nhiệt độ mà mình thấy rằng nó khá là khác nhau nha các bạn. Xiaomi 13 mát hơn, nhiệt độ chỉ khoảng tầm là 42-43 độ ở cả hai mặt trước và mặt sau. Còn iPhone 14 Pro thì có vẻ như nóng hơn, nhiệt độ khoảng tầm là 45 độ ở cả phần mặt lưng và cụm camera, mặt trước khoảng tầm là 42 độ. Như vậy các bạn thấy rằng là iPhone nó bị nóng hơn rất nhiều so với điện thoại Android lên đến là 2-3 độ. Và mình thấy rằng là những dòng điện thoại Android bây giờ thì cái khả năng tản nhiệt của nó đã quá là tốt rồi. Và đó là cái lý do tại sao mà ở cái khoản về sức bền của nó thì con Snapdragon 8 Gen 2 nó sẽ nhỉnh hơn so với con Apple A16 vì nó được tản nhiệt tốt và nó không có bị quá nhiệt giống như là iPhone. Nhưng mà có một cái điểm đáng khen ở trong bài lần này, đó là iPhone thì có thể là nó bị giảm gọi là sao nhỉ, bị pop nhẹ, nhưng mà cái quan trọng nhất là nó bị tối màn hình thì gần như là không thấy ở trên con iPhone 14 Pro, thì đây cũng là một trong những điều đáng khen. Tổng kết lại thì mình thấy rằng là với con chip Snapdragon 8 Gen 2 bây giờ và con chip Apple A16 ở trên con iPhone 14 Pro thì gần như có hiệu năng cũng phải gọi là 1-9-1-10 các bạn ạ. Nếu mà nói con này hơn hoặc con kia hơn thì nó cũng không hẳn. Về cái phần điểm số thì chấm AnTu hơn, một con thì Geekbench hơn. Về cái phần trải nghiệm ấy thì mình thấy rằng là một vài tựa game thì trên iPhone nó sẽ tối ưu hóa tốt và cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game nó ok. Nhưng mà nhìn chung về cái phần mặt FPS ấy, thì mình thấy rằng là cả hai máy gần như là đều xem. Và mình thấy rằng là với con Apple A16 hay là con Snapdragon 8 Gen 2 thì bây giờ nó cũng đã có sức mạnh gần như tương đồng rồi các bạn ạ. Ok, mình test ở đây là test trong điều kiện mà cả hai chiếc máy đều là một chiếc máy phổ thông chứ không phải là một con gọi là chuyên gaming. Nếu như mà mình test những con như là Red Magic 8 Pro Plus ấy, thì mình tin chắc rằng là với con Red Magic nó sẽ nhỉnh hơn tại vì con này dành cho chuyên gaming và nó sẽ có một hệ thống tản nhiệt ngon, khả năng ép con chip Snapdragon 8 Gen 2 chạy max công suất tốt hơn. Như vậy thì sau khi mà xem xong bài so sánh hiệu năng này thì các bạn sẽ nghiêng về con Snapdragon 8 Gen 2 hơn hay là con Apple A16 hơn? Đừng quên để lại cho mình ý kiến nhận xét ở ngay phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye.